mọi thứ để đâu mà tìm món thế anh ơi. Anh mất một con dao. Mất có con dao thôi mà anh làm gì lục tung cái bếp rầm rầm lên, có gì đâu quý anh. Con dao đó là anh được tặng sau khi mà nhận được giải thưởng đầu bếp thượng hạng á. Cái này anh quý lắm. Trời ơi, rành quá ha. Em hay nấu ăn với ảnh cho nên em biết là chuyện thường thôi mà. À, nhớ rồi. Nhi, hồi kỳ hình như bà có cho bên đoàn phim mượn đạo cụ phải không? Bà có lấy đồ ở nhà mình cho mượn đúng không? Có cho mượn dao không? Nè, lục tung hết tất cả đoàn phim, coi con dao nằm ở đâu. Con dao mà có phải là con kiến đâu mà không thấy là sao? Nghe chưa? Bà đó, yêu nghề quá, lấy đồ nhà cho mượn mà không hỏi một tiếng nữa. Thì cái này sơ suất xin lỗi thì bức quá. Nếu mà tiền không có thì em mua con dao khác em đền cho anh Nhân vậy. Nhi, con dao đó mà mua em có biết nó rất là kỷ niệm với anh không? Mai mốt đừng lục lọi của người khác vậy nha. Trời ơi, lần đầu tiên thấy anh Nhân giận vậy luôn á. Vậy làm sao? Chị Nhi cho đoàn phim nào mượn vậy? Hay là để em tới em tìm xem như thế nào? Nhưng mà không biết là có tìm được không nữa. Ngọc nó hay đóng phim nó còn nói vậy mất chắc rồi. Bà lo đi, xin lỗi anh Nhân đi, không hơi nguyên đám nhịn đói đó. Tôi biết rồi. Tôi nói anh nghe nè, chưa có hỏi ý kiến tôi gì hết mà đã lấy con dao mà tôi thích nhất á đem đi làm đạo cụ. Rồi sau này yêu nghệ thuật quá rồi bán tôi luôn rồi làm sao? Giờ á tôi cần muốn ra khỏi căn nhà này ngay và luôn luôn á. Anh ráng ở lại với họ đi, không bao lâu nữa ngôi nhà sẽ thuộc về anh. Tôi chắc chắn với anh điều đó. Bây giờ tôi quá mệt mỏi rồi, cần phải có sự tỉnh táo và tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm nha. Vậy nha. Thức khuya và ăn đồ cay nóng, sợ ngoại hình kém tươi. Bí quyết của Mi đây. Ngon tuyệt. Ngọt tự nhiên từ thảo mộc giúp thanh lọc bên trong. Mi không thể thiếu Dr. Thành không đường. Yêu ghê vậy đó. Hãy cùng Huyền Mi uống Dr. Thành không đường mỗi ngày để tươi tắn lại còn dữ dàng. Anh Nhân ơi, anh đang làm gì vậy? Làm đồ ăn. Em phụ anh nha. Ừ. Thật ra lần này em sai quá nhiều rồi. Em xin lỗi anh Nhân. Lấy thập về đi. Dạ. Ủa mà hôm nay là mình nấu món gì mà sao nhiều trứng quá vậy anh? Nè, trứng gà ta nè ha. Rồi trứng gà công nghiệp nè. Trời ơi, cái này là này là cái trứng gà non á. À, lúc mà con gà nó chưa có đẻ ra nè. Ủa, mình nấu món gì vậy anh? Lòng đỏ trứng gà với lại rau lan. Trứng gà với rau lan. Ủa, là gỏi hay rau trộn đúng không? Mình làm dạng rau trộn nhưng mình có nước sốt bỏ vô. Nước sốt chanh dây. Bây giờ em dắt ha. Ừ. Dạ. À, đâu có, múc mà. Em không ăn không uống gì hết vì em cảm thấy có lỗi với anh Nhân á. Nhưng mà may quá anh Nhân hết giận rồi tha lỗi cho em. Miễn là em biết lỗi của mình là được rồi. Em biết rồi. Mà nãy bộ anh la dữ lắm hả? Hết hồn luôn. Lúc mà anh giữ là anh hơi bị dữ luôn đó. Nhưng mà không sao, cho dù anh giữ hay anh hiền thì những cái khoảnh khắc nó cũng rất là đẹp trai. Thiệt. Trời ơi, tỏa sáng ra trời ơi, cười miễn chi kìa. Trời ơi. Dạ. Rau lan này là ngon nè Nhi. Dạ. Rau lan vườn đó. Chỗ này rau dình cơm. Rau dình cơm là cũng mọc tự nhiên. Còn cái này là người ta trồng nè. Lá nó mới lớn nè. Cái món này xem ra rất là tốt cho tiêu hóa anh ha. Rất là nhiều loại rau xanh. Mình sẽ luộc cái lòng đỏ trứng. Anh cho giấm vô. À. Giấm táo. Thì nó sẽ có tác dụng gì?
cái lòng đỏ nó sẽ không có bờ vỡ ra. À, lúc này nước sôi nhẹ thôi, đừng có cho nó quá sôi. Đừng có cho sôi sùng sục đúng không anh? Đúng rồi. Ừ, và phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Cái kỹ thuật này là kỹ thuật Âu, còn việc của mình thì không có làm vậy. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên em thấy luộc trứng kiểu này nè. Món ăn đó nghe tuy đơn giản, dạ, nhưng mà khi mà làm đúng là rất là nhiều kỹ thuật. Ừ. Cái này thì dễ rồi. Dạ. Em thấy không, chỉ cần thả vô mà một chút, ví dụ như có cái trứng nào nó bị vỡ đó là nó sẽ bị liền. Thường là người ta cứ luộc nước nó sẽ không có quá gọi là sôi đó mới được. Dạ. Để em cho một tí giấm nè. Như thấy hai cái sự khác biệt không? Một cái mà nó chỉ cần xì, một cái chỗ nhẹ thôi là nó bị luôn. Ừ. Không dám thở luôn. Ủa? Nó nước sốt anh vừa mới bỏ bơ hả anh? Cái này là nước cốt chanh nãy đó. À đúng rồi. Trời ơi, em nhắc mày không nhớ luôn á. Hay quá. Nước cốt chanh dây, mật ong. Mật ong. Một ít hành. Anh cho một ít bơ vào. Nêm một tí muối. Cái này mình đừng có nêm hạt nêm nha em. Tại sao hả? Bởi vì cho hạt nêm vô nó lợ lợ, nó sẽ không ngon. Bao lâu thì cái trứng này được anh? Mình luộc cái trứng này trong giờ bao lâu? Được rồi đó. Nước sôi rồi. Muối. Được rồi đó. Dạ. Lúc này mình cũng phải nhẹ. Yeah. Wow. Anh cho một tí dầu ăn nha. Dầu ăn thì mục đích gì anh? Để cho nó xanh. Trước khi đặt như vậy, một là bỏ cái đá này vô vậy luôn. Ừ. Để chút cho nó giữ, đúng rồi. Cái này gần được rồi anh. Dạ. Để anh lấy cho anh cái tô để mình bỏ canh. Cái tô. Anh vớt cái này nè. Ừ. Cái này giống như là gà mẹ, xung quanh gà con vậy đó nè. Đó. Cái này mình cho một ít ớt bột, cho anh một ít nước cốt chanh hồi nãy đi. Cái nước này nó tự sệt lại đúng không anh? Nó tự sệt. Em biết luôn, tại vì bên trong chanh dây nó có đường. Không phải, lúc hồi nãy mình bỏ mật ong á. Ồ dạ. Tâm điểm của cái món này là phần chính là lòng trứng gà. Đỏ, trứng gà. Và thông thường thì một tuần mình chỉ nên ăn khoảng từ 1 đến 2 trứng thôi. Thông minh, đúng rồi. Sau đó mình kế nước sốt lên. Hôm nay cũng đã thấm gia vị của nước sốt rồi. Ừ. Rồi nhớ lấy canh nha, đi thôi. Trời ơi, hôm nay không phải có mưa bão, giông tố nhiều mà sao bà dọn đồ ăn vậy? Thì tại vì anh Nhân đang bận việc ở trên chưa có xuống được. Thì tôi dọn có vấn đề gì đâu, bình thường tôi vẫn dọn thôi. Thì còn lạ chứ. Anh Nhân, em đừng lừa con dao cho anh nè, vui chưa? Anh cảm ơn Thanh với Ngọc nha. Ủa mà sao anh bất ngờ gì hết trơn vậy? Lúc nãy em đã nhắn tin báo cho anh biết rồi. Lành quá. Vậy. Gì? Dạ. Anh mới soạn lại bổ sung trong cái phần hợp đồng á, em xem mà ký giúp anh nha. Hợp đồng. Hợp đồng thuê nhà đó. Hợp đồng gì vậy? Bên A không được tự ý đụng vô đồ dùng bếp núc của bên B nếu mà chưa có sự đồng ý. Anh Nhân, bộ anh giận em hả? Anh nãy em tưởng mình nấu ăn vui vẻ là anh hết giận em rồi chứ, sao tự nhiên anh làm hợp đồng vậy? Hồi nãy anh nói anh không giận em là anh không giận, nhưng mà tính anh đâu phải ra đó. Em biết rồi, thì mỗi người mỗi tính mà, rồi ký thôi chứ có cái gì đâu. Rồi, xong rồi, dẹp ba cái này qua một bên mình ăn cơm cho ngon nè, mọi người ăn đi. Ủa sao hôm nay mày dễ dãi dữ vậy? Em tưởng chị sẽ lồng lộn lên đó chứ. Chính tại xác sao đó. Vậy? Mình làm sai mà, mình lúc nào cũng phải nhẹ nhàng và ngọt ngào chứ. Mình sai là mình phải nhận sai thôi. Mọi người ăn đi, ăn đi, ngon lắm đó nha. Đây nè. Ủa Nhân, sao hôm nay món còn ra không vậy? Ừ, hôm nay là anh làm món rau lan vườn với lại lòng đỏi trứng gà, rất là tốt cho sức khỏe. Mà cái quan trọng nhất á là tụi em thấy là ở trong này nó sẽ giúp cho mình tỉnh táo hơn. Trứng ăn mà béo béo, nhưng mà kèm có rau cho nên là ăn không bị ngán đúng không chị? Đặc biệt nước sốt chanh dây rất là ngon. Trời ơi, tưởng không ngon ăn nó không tưởng đi vời. Ngon quá anh Nhân ơi. Anh có nước nha. Dạ. Ở xin lỗi anh Nhân nha.
Bây giờ là tốt rồi. Không những là đồ của anh Nhân đâu, mà đồ của Sĩ Thanh này cũng vậy đó. Vậy nghe à. Đồ của Diệu Ngọc cũng vậy nha. Mọi người ơi, có nước rồi kìa. Mình nói nhiều làm gì, mình vô một cái cho tình cảm nó khép chặt với nhau nè. Anh Nhân ơi, tới với em một ly nha anh Nhân. 1, 2, 3. Thế giới của em vốn rất nhiều đàn ông, nhưng chưa từng suy nghĩ và xem lấy chồng. Ôi cuộc đời màu hồng. Baby, như bao ngày em vẫn thức dậy thật trễ, kéo cô bạn vô bếp vô cùng đam mê, chỉ nấu và ăn thôi. Oh yeah. Rồi ai kia mang bao món ăn ngon cho em bồi hồi, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến cuối tuần. Ngày nào em cũng muốn